Chùa Tháp Tường Long, di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng với tuổi đời lên đến 10 thế kỷ. Tháp Tường Long hay còn gọi là Chùa Tháp hoặc Tháp Đồ Sơn, được xây dựng vào đời vua Lý Thánh Tông, giai đoạn Phật giáo phát triển mạnh mẽ và được tôn làm quốc đạo. Di tích lịch sử Hải Phòng này được xây dựng trên bãi đất rộng khoảng 2.000 m2 với 9 tầng, chiều cao 100 thước. So với các công trình kiến trúc thời bấy giờ, công trình Phật giáo này được xem như ngọn tháp cao nhất với vị trí trên đỉnh núi cao 128 m so với mực nước biển. Theo các bản thuyết minh về chùa tháp, nơi đây được xây dựng ngoài mục đích phục vụ cho tín ngưỡng tôn giáo còn là đài quan sát nhằm theo dõi các biến động của phía đông bắc. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, tháp Tường Long đã trở thành một di tích khảo cổ. Người ta tìm thấy phế tích tháp với nền móng hình vuông, lòng tháp rỗng, trên các viên gạch vẫn còn hiện những hàng chữ nổi bằng tiếng Hán: Lý Gia Đệ Tam, Đế Long Thụy Thái, Bình Tứ Niên Tạo.